Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay trên đầu dây điện thoại chúng tôi có hai vị khách mời rất là trân trọng. Thứ nhất là bác giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, và thứ hai là phu nhân của bác Nguyễn Mạnh Quang là cô Lâm Phú Châu. Thì xin chào hai bác và xin hai bác gửi lời chào đến khán thính giả. Tôi là Nguyễn Mạnh Quang, xin hân hạnh thân chào quý vị khán thính giả. Chào quý vị khán thính giả của đài của kênh anh Trịnh Quốc Thiên. Vâng, thì bữa nay thì sẽ có một cái chương trình vừa là phỏng vấn vừa là mạn đàm, là các thế hệ trẻ trong nước và hải ngoại lúc nào họ cũng thắc mắc về một vấn đề. Xin thưa với bác Quang là những cái niềm cảm hứng nào, những cái căn do, những cái căn nguyên, nguyên nhân nào mà từ cái thời trẻ đã và bác dẫn đường bác vào cái con đường học lịch sử, giảng dạy lịch sử và sau này là nghiên cứu lịch sử, thì bác có thể trình bày cho thế hệ trẻ những cái con đường của bác để người ta có thể có những cái niềm hứng khởi, những cái sự thích thú về môn lịch sử, thưa bác. Thưa anh Trịnh Quốc Thiên và quý vị khán thính giả, cái này cũng là hoàn cảnh đưa đến, vì quê tôi là Thái Bình, là nhà quê nhất, không có trường dạy quốc ngữ. Tôi được cha mẹ gửi đến học ông thầy đồ ở tại một tư gia, người ta mời thì ông thầy đồ là cụ Đồ Doanh, tức là cụ Đồ Đông Dương, cụ dạy chữ Hán nhưng mà đồng thời cụ cũng dạy tôi chữ quốc ngữ. Thì cụ ấy không có biết nhiều về cái chương trình dạy chữ quốc ngữ, cụ ấy chỉ dạy biết đọc biết viết, và cụ ấy đem cái thi ca quốc cấm ra cụ ấy dạy chúng tôi. Đây là cái cuốn thi ca quốc cấm mà sau này tôi tìm thấy này. Thì trong đó có những cái bài học, thí dụ như hai chữ nước nhà, là cái bài đó là kích động tôi nhất. Bài đó là cái lời của ông Phi Khanh, nhà nông Nguyễn Trãi. Rồi đến cái bài hận năm quan, thí dụ như là tôi còn nhớ là cái bài đó là ông Phi Khanh, nhà nông Nguyễn Trãi: đến đây đường xá xa xôi, cha con ta hãy tạm ngồi nghỉ chân. Con hỡi con đừng khóc lóc, thói nữ nhi con học sao đang, khóc mà chết lũ thâm tàn, khóc mà đem lại giang gian nước nhà. Những cái câu đó nó kích động vào lòng tôi. Thành ra từ đấy tôi về tôi cứ tìm kiếm những cái cuốn mà có thi ca cách mạng như thế này này. Đây là những cái sách mà tôi ấy, thì đều là những cái thơ kích động làm ái quốc hết. Quý vị thấy là ít nhất là trước mặt quý vị đây là chúng tôi có tới 4-5 cuốn. Thế rồi sau khi mà đó thì lúc mà đi di tản á, thì tôi thấy nỗi lòng của tôi chưa thỏa mãn, chưa biết được gì, thì tôi có biết cái cuốn sách gọi là Tức Tuổi. Thì trong đó tôi cũng trích ra những cái bài thi ca ái quốc để dạy cho các học trò ở hải ngoại. Thế đó là cái chuyện nguyên nhân mà cái lòng ái quốc tôi bị kích động bởi những cái thi ca ái quốc này. Rồi đến khi Việt Minh lên nắm chính quyền vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, thì tôi gia nhập cái đoàn thiếu nhi. Rồi cái đoàn thiếu nhi đó thì anh cán bộ Phạm Quang Hải, anh có dạy tôi về cái khóa học. Tôi có theo khóa học đó là cái khóa học chu kỳ cộng sản, từ chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy đến chủ nghĩa khoa học. Thì trong cái bài đó tôi thấy là cái thời nào là từ hái lượm sang đến thời cơ khí, rồi sang đến các nhà phong trào, các nhà trí thức Âu Châu nổi lên chống lại giáo hội La Mã, rồi đến cách mạng tháng 8, rồi đến cái phong trào nhân dân thế giới bùng lên đánh đuổi các đế quốc thực dân xâm lược Pháp để giành lại chủ quyền độc lập. Cái đó là nó kích động lòng tôi. Vâng, chương trình sẽ tiếp tục hỏi với giáo sư Nguyễn Mạnh Quang là những cái cuốn sách của bác đó, là bác sưu tầm ở đâu để cho thế hệ trẻ họ có thể họ tìm lại được cái cách mà bác sưu tầm như thế nào, bác đi mua hay là bác qua thư viện bác copy về nhà, hay là bác đặt những người thân hữu trong cái nhóm nghiên cứu lịch sử của bác có thể chia sẻ cho những người trẻ, thưa bác. Về những cái sách ái quốc thi ca Việt Nam đó, thì tôi nhờ những bà con thân thuộc của chúng tôi ở bên Việt Nam sưu tập lại, chứ còn lúc chạy tôi đâu có mang đi được. Về những cái cuốn sách mà về liên hệ đến giáo hội La Mã đó, thì nó có hai loại, loại tiếng Việt và loại tiếng Anh. Loại tiếng Anh thì đại đa số là nó trong thư viện. Khi mà tôi đọc những cái cuốn sách, người ta có nêu lên cái cuốn
cuốn sách nào thì tôi đi tìm cái cuốn sách đó. Có những cuốn nó là tiếng Việt, thí dụ như là cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm của ông Trần Nam Tịnh thì tôi ở đây nó không có bán, thành ra tôi đi hỏi thì có những cái bạn văn của tôi người ta có tâm sự ta hiểu thì người ta gửi đến cho tôi, em bảo lấy cho anh cái cuốn Smoke Green với lại cuốn của ông Đỗ Hùng Tùa, hai cuốn đó. Rồi có nhiều cuốn người ta tặng tôi, thế nhưng mà người ta không biết mà tôi, nhưng mà người ta chỉ đọc bài của ta ta biết, người ta tặng tôi thì cho đến bây giờ ta cũng không biết, tôi cũng không biết mặt ông ấy đâu, nhưng mà ông ấy tặng cho bà xã tôi sẽ trình bày đó. Rồi có những cuốn thì tôi phải nhờ bà xã tôi mua ở trong các nơi người ta bán, đa số đó là những tiếng sách tiếng Anh chứ không ở thị trường nó không có bán. Đây là cái cuốn mà đây này, cuốn này là cuốn Smoke Green, là một ông bạn độc giả tặng tôi mà cho đến bây giờ tôi cũng không biết mặt ông ấy. Hôm nay cũng là ông đó đây là tặng tôi cái cuốn này. Cuốn này nó gọi là Babylon the Mystery Religion đó. Nên những cuốn này là đa số tôi cũng thích ở trong đó. Thế nhưng cái cuốn Decline and Fall of the Roman Church thì tôi phải đặt mua, hay là cái cuốn Bible of Christ tôi cũng phải đặt mua, và nhiều cuốn khác tất cả bằng tiếng Anh thì tôi có cả hàng mấy chục cuốn đó thì đều là phải đặt mua, chứ không thể nào mà ở thị trường nó có bán ở ngoài được. Rồi điều thứ ba, tôi là có đứa con nó học ở MIT với nó học ở Harvard thì nó rất là rành về sách. Thế mà tôi cần cuốn nào thì tôi gọi điện thoại cho nó mua cho tôi. Thế nhưng cuốn này là cũng là nhờ vợ tôi hay là con tôi nó mua này. Cuốn này là cuốn Bible of Christ. Thì đó là về những cái sách mà đặc biệt nói về giáo hội La Mã. Còn những cái cuốn gọi là lịch sử thế giới thì lúc tôi dạy đó thì cái district á, nó mỗi năm nó có dành cho tôi một số tiền để mua những cái sách có liên hệ đến sách giáo khoa ở nhà học tránh đó. Thì mỗi một năm tôi trích ra là tôi mua những cái cuốn sách mà tôi thích, cái coi như là làm của riêng của giáo sư chuyên môn dạy đó. Thì tất cả những cuốn sách nó liên hệ về lịch sử thế giới. Hiện bây giờ chúng tôi có tới mười mấy cuốn bộ lịch sử thế giới, và đặc biệt như là ngày xưa tôi học ở Đại học Ohio, tôi lấy cái khóa học ba khóa về lịch sử Trung Hoa, nhưng mà tôi học cái này là bằng tiếng Anh, do đó không có, tôi lại đi nhờ đi tìm mua những cuốn lịch sử Trung Hoa bằng tiếng Anh, ví dụ như cuốn The Chinese Exodus, đó là tôi có trích dẫn ở trong đó cả. Thế thì tất cả là tôi đều tự động đi tìm mà nhờ vợ tôi với lại con gái tôi nó mua dùng tôi. Đó là đó, chứ còn ở thư viện hầu như có nhiều sách không có. Thưa bác Nguyễn Mạnh Quang, bác nghĩ như thế nào về chữ Hán? Nếu mà nghiên cứu lịch sử Việt Nam mà không biết chữ Hán thì có thành vấn đề gì không thưa bác? Nếu có hai giai đoạn, cái giai đoạn mà nếu mà những người giỏi chữ Hán á thì chỉ nghiên cứu vào cái sách sử viết bằng chữ Hán ở trong cái kho tàng lịch sử của Việt Nam, thì tôi thấy cái vấn đề đó tôi không có giỏi chữ Hán, nhưng mà tôi tìm thấy rằng từ thế kỷ thứ 16, tức là các nhà truyền giáo ở của Vatican đến Việt Nam truyền giáo và có nhiều cái điều quá đáng can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách cực kỳ thô bạo, thì sách chữ Hán tôi không rành, nhưng mà tôi biết các sách sử viết bằng tiếng Việt không có thấy nói tới. Do đó tôi chú ý đến cái phần là làm thế nào để moi ra được những cái hành động, cái sự kiện lịch sử mà giáo hội La Mã đã can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách cực kỳ thô bạo mà các sách sử từ trước đến nay không nói, thì bây giờ tôi nói lên. Và cái vấn đề đó tôi đã nêu lên trong cái bài viết những thiếu sót và sai lầm quan trọng trong bộ sách lịch sử 15 tập mà Viện Sử học ở Việt Nam đã xuất bản hồi 2017 đó. Thì tôi đã nêu rõ là vấn đề đó. Tôi có ý kiến như thế này, là dường như là anh Trần Trình Quốc khi hỏi nếu mà không biết lịch sử, không biết chữ Hán thì làm sao mà tìm lại được những cái thư tịch cổ trong các thư viện tàng kinh cái đó, thì đó là một cái thiệt hại rất là to lớn chúng ta. Đối với tôi đó thì tôi xem như là một cái trận cháy nhà của mình, tức là mình xem như mình mất cái văn hóa đó, một cái khớp gãy của
của văn hóa mình ở cái lúc mà mình chuyển sang chữ quốc ngữ do người Pháp họ muốn cố tình họ xóa cái văn hóa của mình, do đó là mình mất cái một cái kho tàng văn chương. Tôi thấy là ngày xưa đó thì đối với khoa học thì không có bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ rằng về văn chương đó là rất là nhiều, và về lịch sử, nhất là lịch sử và văn chương thì nó chứa đựng ở trong cái chữ Hán rất là nhiều. Và thí dụ như bây giờ cái tài liệu về Hoàng Sa Trường Sa đó là có rất là nhiều tài liệu về chữ Nôm chữ Hán và các bản châu bản của Triều Nguyễn để lại đó, thì chúng ta trình ra, nhưng mà thật ra chúng tôi chỉ trình ra vậy thôi chứ chúng tôi đọc không có được chữ nào hết. Thực ra thì cũng đọc lộn bỏ vài chữ thôi, chả có ý nghĩa gì. Đó là cái sự thiệt hại về lịch sử, nó kéo dài đến cái ngày nay là những cái bằng chứng pháp lý, cái đó nó trở thành bằng chứng pháp lý thì mình lại đọc không được. Nhưng mà tôi nghĩ là lẽ nhiên là chính phủ có những chuyên viên. Dạ thôi hết, đó là ý kiến của tôi. Vâng, chương trình sẽ hỏi tiếp một cái câu cuối cùng cho cái chủ đề là: xin thưa bác Nguyễn Mạnh Quang, bác vừa nhắc đến nha học chính, thì bác có thể chia sẻ là bác dạy môn lịch sử ở Mỹ như thế nào, trong bao nhiêu năm, ở trường nào, khu nào, thưa bác? Dạ, tôi đến cái thành phố Tacoma District, thành phố Tacoma thuộc tiểu bang Washington vào ngày 1 tháng 6. Thì bắt đầu đó tôi đi tìm việc thì người ta nói tôi rằng đi ra cái sở tìm việc điền cái mẫu đơn vào, thì tôi điền mẫu đơn trong vòng mấy tuần đó, thì ngày 7 tháng 7 năm 1975 thì họ mở cái lớp dạy Anh văn tạm thời 4 tuần, thì họ tìm ra thấy tôi là cái người đã tốt nghiệp đại học sư phạm ở bên Việt Nam và cũng tốt nghiệp ở đại học Hoa Kỳ, thì họ mời tôi ra là thông ngôn cho. Người ta thấy tôi có cái chuyên môn hơn, người ta muốn tôi, thì sau đó ta muốn tôi muốn làm giống như phụ giáo. Thì trong cái thời gian phụ giáo đó là tôi đem cái cuốn Đệ Nhị Thế Chiến và Chiến tranh lại, em cầm cho anh cái cuốn Đệ Nhị Thế Chiến Chiến tranh lại nha. Tôi nhờ họ in để phát cho ấy, và đồng thời tôi dịch cái bộ lịch sử Việt Nam mà bây giờ người ta sử dụng lịch sử Mỹ, tôi mới dịch sang tiếng Việt Nam. Thì người ta thấy tôi có khả năng như vậy là người ta cho tôi nhập ngạch, và tôi bắt đầu dạy vào năm 1979 cho đến khi tôi về hưu vào năm 1999 cho đến 1979 cho đến năm 1998 thì tôi về hưu. Thì đó là tôi nhập ngạch. Cái công việc của tôi dạy á là dạy trong cái chương trình song ngữ của district. Tôi gần như là phụ tá cái ông trưởng ban đó lúc giai đoạn đầu, chứ còn sau đó thì tôi đi vào lớp dạy. Thì tôi soạn những cái tài liệu, trong lúc soạn tài liệu thì dạy cái chương trình tiếng Việt, trong đó cái cuốn này đây, cuốn này là cuốn tức tuổi, tôi dạy cho học sinh, mà mục đích là tôi nhồi những cái bài thi ca ái quốc vào trong này mà ngày xưa tôi đã học. Rồi đây là cái cuốn Đề Nhị Thế Chiến là chính là khi tôi du học về thì nó giao cho tôi dạy ở cái lớp 12 ở trường kiểu mẫu Thủ Đức, là cái trường đó là dưới quyền viện trợ của Mỹ và dạy theo chương trình Mỹ, tức là tính thực tín chỉ chứ không có thi mà không có ra ngoài thi mà thi với thầy giáo. Thì tôi chọn cái cuốn này, cái lý do tôi chọn cuốn này cho cái lớp 12 học đó là vì tôi biết rằng ở Việt Nam lúc bây giờ người ta cấm không dạy lịch sử thế giới. Cái chuyện cấm đó thì tôi đã nói là ông giờ mong cái tịch thu cái bộ lịch sử thế giới của ông Nguyễn Lê rồi. Thì đây là cái cuốn, cái tên sách đó là Chiến Đề Nhị Thế Chiến và Chiến tranh lại. Cái cuốn này thì xuất bản vào năm 1972 do nhà sáng tạo xuất bản, rồi nó ông Mai Thảo với ông Dẫn Quốc Trí, và được bán ở cái tiệm sách Khai Trí. Thì bây giờ nó cũng nghèo nàn, họ in nó cũng không được đẹp. Sang đây tôi dài ở đây thì bà xã tôi đánh máy lại và layout lại và nhờ district đó in. Đây là in lần thứ mấy thì tôi không nhớ, nhưng mà vào khoảng năm 1994 thì cái bản này là in đăng chín từ 1994 với nhà học tránh. Cái nhà học tránh đó gọi là Tacoma Public School, tức là tôi gọi là nhà học tránh Tacoma. Thì tôi làm ở đó đã 20 mấy năm. Thì tôi dạy thứ nhất là lịch sử Mỹ, lịch sử tiểu bang, môn civic,
và môn địa lý thế giới và văn hóa thế giới với lại những cái vấn đề khó khăn trên thế giới hiện nay. Thì thế mà tí nó chỉ cho tôi cái món nào thì tôi dạy cái món đó. Thế thì dưới quyền chỉ đạo của cái ông trưởng ban coi về sử địa của district, tức là của nhà học trách, thì chứ mình không có quyền tự động được chọn cuốn sách nào cả. Đến đây là xin hết cái câu hỏi đó. Vâng, chương trình rất cảm ơn bác giáo sư Nguyễn Mạnh Quang và cô Lâm Phú Châu. Thì chương trình xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin quý vị vui lòng ủng hộ kênh và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.